chú ơi. Rồi cả đoàn đã đi tham quan Học viện Massachusetts. À, đây là hai chú là lớn tuổi nhất ở trong đoàn, một chú 78 tuổi và một chú 68 tuổi. À, mọi người đang đi trong khu vực khuôn viên campus của Học viện Massachusetts. À, và đây nhóm gia đình của anh Nghĩa, anh Hiếu thì đang chụp hình với biểu tượng của Học viện Massachusetts. Tại sao biểu tượng nhìn có vẻ bí ẩn như vậy? Đó là những con số thể hiện rằng đây là một học viện chuyên về thiên về ngành kỹ thuật, cơ khí, điện máy, computer. Mọi người rất là vui ạ. Thời tiết đang chuẩn bị vào thu nên là rất là mát mẻ. Chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc chương trình tham quan Học viện Massachusetts. Sau đó sẽ di chuyển sang khu vực Đại học Harvard, một trong những đại học nổi tiếng nhất thế giới, nên là đào tạo ra 8 đời Tổng thống nước Mỹ.